Tuổi trẻ có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mỗi người, nơi ta được sống một cách tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, nơi ta được là chính mình, bên cạnh những người bạn luôn đồng hành sát cánh. Tuổi trẻ và tình bạn cũng chính là hai chủ đề tiêu biểu nhất tạo nên thương hiệu cho Kamen Rider 4Z, series Kamen Rider thứ 13 của Heisei Kamen Rider. Hôm nay, nhân dịp lễ Noel và chúng mình có thu xếp được một chút thời gian rảnh, RTK Media sẽ dành tặng tới các bạn bài review về một trong những series Kamen Rider mà cá nhân mình tâm huyết nhất. Và giờ, tuổi trẻ switch on. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài review nhé. Trước tiên như thường lệ, vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider 4Z ra mắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2011, được sản xuất bởi Toei, biên kịch chính bởi Nakashima Kazuki, Sanjo Riku, Hasegawa Keiichi, đạo diễn bởi Koichi Sakamoto, Ishida Hidenori và Shibayashi Takayuki và một vài cái tên đình đám khác. Bộ phim không chỉ là series kỷ niệm 40 năm loạt phim Kamen Rider mà còn kỷ niệm cho sự kiện 50 năm Yuri Gagarin, con người đầu tiên bay vào không gian năm 1961. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Câu chuyện lấy bối cảnh tập trung tại ngôi trường trung học Amanogawa, nơi mà nhân vật chính của phim Kisaragi Gentaro mới chuyển tới. Tại đó, anh gặp lại cô bạn cũ thời thơ ấu là Yuki Jojima, hiện đang cùng với Utahoshi Kengo nghiên cứu về công nghệ Switch và Cosmic Energy. Ngôi trường Amanogawa thực sự là một nơi đầy sóng gió, nơi không chỉ có những học sinh ngang ngược, ngổ ngáo, chia phe phái phức tạp, mà còn được phủ dưới một âm mưu hiểm ác của bộ máy lãnh đạo nhà trường, là nơi trú ngụ của những Zodiacs và Horoscopes, những kẻ đại ác với tham vọng và dã tâm riêng, sử dụng sức mạnh từ Cosmic Energy để gây nhiều biến cố cho ngôi trường này. Tuy sở hữu Forza System, thứ vốn được chế tạo để đương đầu với mối họa này, song thể trạng sức khỏe của Kengo lại quá yếu để có thể làm chủ nó. Không thể làm ngơ trước nghịch cảnh, Kisaragi Gentaro đã liều mình sử dụng Forza Driver, biến thân thành Kamen Rider 4Z để chiến đấu với bè lũ Zodiacs, bảo vệ bình yên cho ngôi trường trung học Amanogawa. Và rồi, hành trình của Gentaro, Yuki và Kengo cũng từ đó mà bắt đầu, kéo theo đó là những cuộc hội ngộ mới, để rồi hình thành nên Kamen Rider Club, một câu lạc bộ tự phát hỗ trợ công tác chiến đấu chống lại Zodiacs của nhóm học sinh trường Amanogawa, những người sẽ trực tiếp hỗ trợ cho 4Z trên chiến trận. Nhìn chung, để nhận xét về cốt truyện, Kamen Rider 4Z vẫn sử dụng motif hai tập một sự kiện khá dễ theo dõi đối với khán giả. Cứ mỗi hai tập phim sẽ xoay quanh một Zodiacs là những học sinh trong ngôi trường bị giáo viên thao túng và trở thành quái nhân. Gentaro cùng bạn bè sẽ tìm cách tháo gỡ những vấn đề đó. Sau mạch đầu tập trung vào các Zodiacs, phim sẽ tiến tới khai thác 12 Horoscopes ứng với 12 cung hoàng đạo, cũng là những kẻ cầm đầu âm mưu thao túng ngôi trường Amanogawa dưới sự chỉ huy của hiệu trưởng Gamo, cũng như giới thiệu Kamen Rider thứ hai của bộ phim Kamen Rider Meteo Sakuta Ryusei. Một ưu điểm đặc trưng của cốt truyện Kamen Rider 4Z chính là sự bình dị, đơn giản, dễ tiếp nhận, bởi đối tượng nhân vật chính mà phim hướng tới khai thác là những cô cậu học sinh, những người vẫn đang trong giai đoạn khám phá tiềm năng của bản thân, cùng nhiều nỗi suy tư, trăn trở, dễ trở thành công cụ cho dã tâm của kẻ khác. Những vấn đề mà 4Z đặt ra cũng luôn tập trung xoay quanh hai chủ đề chính là tuổi trẻ và tình bạn. Phim không hề đao to búa lớn mà truyền tải mọi thứ một cách dễ hiểu, đơn giản nhất. Đặc biệt, phim khai thác rất tốt về chủ đề vũ trụ, với nhiều yếu tố đặc trưng được nghiên cứu và đưa vào phim, mở ra một không gian rộng lớn, thú vị, đầy bí ẩn đang chờ ta khám phá, ít nhiều tạo một động lực nhất định cho người xem tìm hiểu sâu hơn về thứ khái niệm vốn mang tính rất trừu tượng này. Về yếu tố kỷ niệm trong phim, ban đầu lẽ ra Kamen Rider 4Z sẽ có cốt truyện xoay quanh việc Kamen Rider Club khám phá bí mật, những câu chuyện về các Kamen Rider tiền nhiệm và sẽ có sự góp mặt của nhiều Rider tiền bối. Song, định hướng độc lập được đưa vào bộ phim thực sự mới là thứ tạo nên giá trị cho Kamen Rider 4Z. Yếu tố tri ân trong phim được cài cắm một cách khéo léo ở từng cảnh phim, từng sound effect nhỏ, gợi nhắc cho ta về những truyền thống của Kamen Rider. Đồng thời, phim truyền tải trọn vẹn tinh thần chính nghĩa của Kamen Rider. Có thể nói, 4Z đã rất thành công trong việc kỷ niệm cho loạt phim Kamen Rider. Phim vẫn tri ân một cách trọn vẹn mà không hề cần đến sự góp mặt của những Rider hoặc item Rider tiền nhiệm. Tiếp đến, nếu để xét về mạch phim, đối với cá nhân mình thì nửa đầu của 4Z được triển khai tốt hơn nửa sau, khi mỗi Zodiacs là một học sinh trong trường, với cá tính và những động cơ riêng, tạo cho phim sự vận động đều đặn, luôn đổi mới và khiến cho khán giả bất ngờ.
khi phim bước vào tuyến horoscopes, mọi thứ trở nên khá dập khuôn và mạch tình tiết duy trì không được tốt. Một số sự kiện diễn ra quá nhanh và ngược lại, một số lại khá chậm. Chưa kể tới việc một vài horoscope tuy được cài cắm sẵn những vai trò rất thú vị nhưng lại bị xử lý vụng về, non tay, dẫn tới việc chúng ta bị uổng phí một vài cái tên có tiềm năng. Sau cùng, có lẽ điểm làm mình chăn trở khá nhiều chính là cái kết của bộ phim. Tuy đã truyền tải được một vài nội dung thiết yếu cũng như dẫn dắt cảm xúc cho người xem, nhưng cái kết của phim vẫn có phần vội vã, gấp gáp, khiến cho người xem cảm thấy có chút hụt hẫng. Song sau cùng, bên cạnh một vài nhược điểm có tồn đọng trong khâu xử lý tuyến phản diện, Forze đối với mình là một bộ phim có cốt truyện tương đối cuốn hút, dễ nắm bắt, đem đến cho người xem những giây phút giải trí nhẹ nhàng, ý nghĩa. Tiếp theo, chúng ta điểm mặt một vài nhân vật tiêu biểu nhất xoay quanh bộ phim này. Đầu tiên là nhân vật chính, Kisaragi Kentaro, học sinh mới chuyển tới ngôi trường Amanogawa và là Kamen Rider Forze. Có thể nói, Kentaro là dạng nhân vật vô cùng tiêu biểu trong dạng phim truyền hình chủ đề học đường. Một gã học sinh năng động, quậy phá, ngổ ngáo, vô tư. Kentaro nổi bật trong bộ trang phục màu đen cùng mái tóc không giống ai của mình. Cậu có sở thích kết bạn với người khác, cậu muốn kết bạn với tất cả mọi người tại ngôi trường này. Kentaro là một chàng trai với tinh thần hiệp nghĩa, luôn muốn giang tay giúp đỡ cho mọi người. Cậu có phần hơi phiền phức và bao đồng. Song, cậu không chỉ là một nhân vật phù hợp với tinh thần của bộ phim, mà còn là một nhân tố vô cùng phù hợp để trở thành Kamen Rider Forze. Bởi Kentaro là cầu nối, là mắt xích trung tâm để hình thành nên Kamen Rider Club, hình thành nên sợi dây gắn kết giữa những người bạn, thứ tạo thành sức mạnh to lớn nhất của Kamen Rider trong bộ phim này. Vai diễn Kentaro là một bệ phóng tương đối tốt cho sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên trẻ Fukishi Shota. Và ta cũng khó có thể phủ nhận được thực lực của chàng trai này. Anh đã hoàn toàn làm chủ được vai diễn, truyền tải một Kisaragi Kentaro đầy năng lượng, đầy đủ những cung bậc cảm xúc và phần nào tạo thiện cảm đối với người xem. Tiếp theo, ta có nhân vật nữ đồng hành, Jojima Yuki. Cô nàng là người bạn thời thơ ấu của Kentaro và là người đầu tiên cùng Kengo khám phá bí mật vũ trụ và Cosmic Energy. Yuki có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt đối với vũ trụ và không gian. Có thể nói đó là hoài bão lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô có tính cách tương đối giống với Kentaro, năng động, nhiệt huyết, hoạt bát và có phần hơi phiền toái, bao đồng. Song, không thể phủ nhận những đóng góp của cô đối với Forze nói riêng và Kamen Rider Club nói chung. Đặc biệt, Yuki có những vai trò nhất định trong bộ phim và được khai thác tương đối tốt, chứ không rơi vào hoàn cảnh bình hoa di động. Về Utahoshi Kengo, cha anh khi xưa từng cùng với hiệu trưởng Gamo nghiên cứu với Cosmic Energy, song đã bị Gamo phản bội để theo đuổi tham vọng riêng cho mình. Do vậy, cha của Kengo đã gửi gắm di nguyện của mình, trao lại Forze System cho con trai và mở đường dẫn dắt cho cậu tới trạm không gian Rabbit Hunch, nơi cậu khám phá tiềm năng vô tận của Cosmic Energy. Kengo là một người vô cùng nhạy bén, thông minh, song bù lại, thể chất cậu lại quá yếu nên không thể tự mình làm chủ Forze System. Do đó, với sự giúp sức của Kentaro dưới vai trò Forze, cậu trở thành quân sư chiến thuật cho Forze trong mỗi trận chiến. Kengo là một người có cái tôi vô cùng lớn. Cậu khó mở lòng chấp nhận người khác. Do vậy, cậu là thành viên cứng đầu nhất nhì trong Kamen Rider Club. Song, nhờ có Kentaro, Kengo dần thay đổi bản thân, trở nên hòa đồng và coi trọng tình bạn hơn. Ngoài ra, Kengo có một vai trò mắt xích tương đối lớn trong mạch cuối của bộ phim. Nhưng để tránh spoil nội dung với những bạn chưa xem phim, chúng mình sẽ bỏ ngỏ dấu hỏi này lại. Và tiếp theo là bốn thành viên khác gia nhập Kamen Rider Club. Đầu tiên là hai học sinh năm 3, Kazashiro Miu, đội trưởng hoạt náo viên của trường, và Daimon Jishun, đội trưởng đội bóng bầu dục của trường. Cả hai đều là con nhà giàu và là một cặp đôi nổi tiếng của trường, là Queen và King. Nếu như Miu là một người đầy tự cao và cá tính, thì Shun lại cực kỳ cục cằn và hay đố kỵ. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Kamen Rider Club, cả hai đã dần sửa đổi tính cách của mình. Nếu như Miu hoạt động rất năng nổ với vai trò là chủ tịch của nhóm, thì trong khi đó, tuy không nổi bật, nhưng Shun lại đảm nhận nhiệm vụ đòi hỏi thể chất. Hai thành viên còn lại là hai học sinh năm nhất, Jake, tên thật là Jingu Kaizo, ma lanh, khôn lỏi, nghịch ngợm, người nắm rõ tất cả các thông tin của trường, và Nozama Tomoko, một cô gái hướng nội, có bề ngoài và sở thích lập dị. Tuy là kiếp phụ, những nhân vật này có cho mình những tập phim riêng để khai thác tính cách. Mỗi người bọn họ có những góc khuất, những điểm sáng riêng trong tâm hồn và dần được bộc lộ trong suốt hành trình của bộ phim khi họ sát cánh chiến đấu bên cạnh Forze. Mỗi người là những cá tính đặc trưng không thể thiếu, là những mảnh ghép không thể tách rời của Kamen Rider Club.
Đặc biệt, vai trò của từng thành viên trong nhóm được thể hiện rõ nét nhất qua hai tập phim 25 và 26, khi mà Miu và Shun được chấp ngưỡng cửa tốt nghiệp và giao phó lại trọng trách cho những thành viên còn lại. Đây là một tập phim tràn đầy cảm xúc, và đối với mình có thể coi là hai tập phim hay nhất của Kamen Rider 4Z. Dù vậy, vẫn có một điểm trừ, đó là sự tốt nghiệp khá sớm của hai nhân vật Miu và Shun. Việc đưa hai người họ tốt nghiệp sớm sẽ vô tình làm giảm đi vai trò của họ, khi mà giờ đây họ đã tốt nghiệp và vào đại học nên không thể thường xuyên tương tác với nhóm Kamen Rider Clubs như một nhóm học sinh như trước. Theo bọn mình thấy, thì hai tập phim này nên đặt vào khoảng khi phim đã đi được chừng 3/4 mạch phim thì sẽ tạo được cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn rất khó bởi phía nhà làm phim phải triển khai song song các sự kiện ở ngoài đời với sự kiện trong phim. Ở đây, ám chỉ thời gian tốt nghiệp của học sinh Nhật thường rơi vào tháng 3, tháng 4 của mùa hoa anh đào. Tiếp theo, chúng ta khám phá nhân vật Sakuta Ryusei, Kamen Rider Meteo, Second Rider của bộ phim này. Ryusei là học sinh trao đổi, chuyển tới từ trường Subaru Boshi. Do một biến cố trong quá khứ, khi bạn học của anh sử dụng Zodiac Switch và rơi vào trạng thái hôn mê, Ryusei đã tình nguyện trở thành Kamen Rider để có thể tìm ra giải pháp cứu bạn mình. Nhận thấy điều đó, Tachibana đã giao phó Ryusei sử dụng Meteo Driver. Chuyển đến ngôi trường Amanogawa, Ryusei được ra chỉ thị phải giữ kín thân phận Kamen Rider của mình, đồng thời kết thân với Kamen Rider Club để dễ bề tìm hiểu thông tin về Zodiac và Horoscope. Bởi mang trên mình vỏ bọc như vậy, Ryusei ban đầu tỏ ra là một người khá gượng gạo, giả tạo và không coi trọng nhóm Gentaro. Nhưng rồi, sau nhiều biến cố xảy ra, Ryusei dần trưởng thành hơn và trở thành một nhân tố không thể thiếu trong Kamen Rider Club. Nhắc tới Ryusei cũng như Kamen Rider Meteo, có lẽ điểm đặc trưng nhất là khả năng võ thuật của anh. Môn võ anh sử dụng trong phim có tên là Tinh Tâm Đại Luân Quyền, Seishin Dairinken. Một môn võ thuật giả tưởng với cách đánh tương đối giống với triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long ở ngoài đời. Đối với mình, Ryusei không phải là một dạng nhân vật quá ấn tượng, thay vào đó lại khá một chiều. Đặc biệt là sau khi mạch phim về Arise Horoscope kết thúc, vai trò của Ryusei cũng như Meteo trở nên vô cùng mờ nhạt, hoàn toàn trở thành kết phụ trong bộ phim. Đây là một điều thực sự đáng tiếc. Sau cùng, mình sẽ điểm qua một chút về tuyến phản diện của bộ phim này. Nói dễ hiểu nhất thì trùm phản diện cuối của phim chính là hiệu trưởng của ngôi trường, thầy Gamo, Sagittarius Zodiac, tròm sao Nhân Mã. Dưới trướng của ông là 11 horoscope được phân cấp, bao gồm một vài giáo viên biến chất trong ngôi trường và những học sinh sa ngã với tiềm năng vượt qua được Last One của Zodiac Switch. Tuyến phản diện trong 4Z nhìn chung không phải quá đáng sợ, quá âm mưu, chỉ là họ mang cho mình những tham vọng riêng và chậm rãi ngấm ngầm vun đắp cho kế hoạch đó. Có thể nói, tuy là việc dõi theo kế hoạch của tuyến phản diện này vô cùng thú vị, song như đã đề cập ở trên, vì việc xử lý mạch phim còn vụng về, phim chưa thể hiện được trọn vẹn nhất tuyến phản diện trong phim. Có lẽ trong dàn horoscope, kẻ để lại ấn tượng tốt nhất đối với mình là Cancer Zodiac, Kijima Natsuji, một gã quái đản, điên rồ đúng nghĩa, rất khó để có thể đoán trước được hành tung của hắn. Nhìn chung, với phản diện của 4Z, bên cạnh một vài kẻ thực sự đáng nhớ, thì tồn tại cả những kẻ nhàm chán tới đáng quên. Quả thật, sử dụng một nhóm nhân vật đông đảo theo mô típ chòm sao vẫn là quá sức đối với Toei trong một series phim chỉ kéo dài không quá 50 tập trong vòng một năm. Giờ mình sẽ nhận xét về phần hành động và kỹ xảo của bộ phim. Nhìn chung, 4Z là một series có các cảnh hành động rất mãn nhãn để chỉ đạo võ thuật khéo léo, sử dụng nhiều kỹ thuật cascader với một vài góc quay khá ấn tượng. Kỹ xảo của phim cũng tương đối đẹp mắt, song một vài model 3D vẫn còn giả, xử lý bề mặt chất liệu chưa tới. Đặc biệt, với những bộ phim được đạo diễn bởi Koichi Sakamoto, ông hoàng trái nổ của làng Tokusatsu, phim luôn có những cú nổ, những góc máy thấp và những phân cảnh chiến đấu đầy quy mô vô cùng đặc trưng. Đây là một yếu tố vô cùng thu hút đối với khán giả yêu thích loạt phim Kamen Rider. Về phần âm nhạc, mình khá thích những bản BGM trong series 4Z. Những bản nhạc được biên tập khá khéo léo, ghép vào những cảnh phim và làm tăng giá trị cảm xúc cho từng phân cảnh. Đặc biệt, mình vô cùng thích ca khúc Saite do nhóm Kamen Rider Girls thể hiện trong tập 26 và 48 của bộ phim. Đặc biệt là khi ca khúc đó được phát lên trong tập 26, nó đã ngay lập tức chạm tới cảm xúc của mình và tạo được ấn tượng vô cùng sâu đậm. Một điểm đáng khen của 4Z là khâu truyền tải thông điệp, giá trị của tuổi trẻ, của thanh xuân, của tình bạn, của những gắn kết về cảm xúc giữa người với người được truyền đi một cách giản dị,
chân thành, thuần khiết cũng như không hề có chút sáo rỗng, khiến cho khán giả cảm nhận được một cách đầy tự nhiên. Đây là một ưu điểm lớn mà không phải series Kamen Rider nào cũng có thể có được. Tiệu trùng lại, sau khi xem 4Z, người xem phần nào sẽ cảm thấy trân trọng tuổi trẻ, thanh xuân của bản thân mình nhiều hơn. Một thông điệp vô cùng thiết thực và tích cực. Vậy, trên đây là bài review của nhóm chúng mình về series Kamen Rider 4Z. Có thể nói, tuy không phải là một bộ phim toàn diện ở mọi mặt, nhưng 4Z đã làm rất tốt vai trò của mình. Phim có những chất riêng không thể bị hòa lẫn, tạo ấn tượng tốt cho khán giả khi xem phim. Phim vẫn xứng đáng góp mặt trong danh sách những phần phim Kamen Rider hay và đáng xem. Và chúng mình rất khuyến khích những bạn chưa xem hãy tìm hiểu bộ phim này. Nó hoàn toàn sẽ không làm các bạn thất vọng. Bài review sẽ được khép lại tại đây. Lưu ý, đây chỉ là dự án độc lập của RTK Media, được chúng mình gửi tới các bạn trong dịp lễ Noel này. Hiện tại, do vẫn chưa thể thu xếp được thời gian, RTK Media vẫn sẽ tiếp tục dừng hoạt động vô thời hạn. Có thể trong năm tới, sẽ có một hoặc một vài dự án độc lập khác trước khi chúng mình chính thức trở lại vận hành kênh. Vậy nên nếu yêu thích chúng mình, các bạn hãy tiếp tục theo dõi RTK Media thông qua fanpage chính thức của nhóm nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Đừng quên like, share, đồng thời để lại những bình luận của cá nhân bạn về bộ phim cũng như bài review của nhóm nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!